Chào tất cả mọi người. Hôm nay là mình đi quay ngày quay cuối cùng của phim Chấn Quỷ. Và đây là cô của mình. Ủa anh Bảy đâu anh Bảy? Đây là cô Sương. Đó, cô mình đó. Mà cô bà trẻ đẹp vậy đó. Đó mà con. Gì Tuấn? Anh Bảy đâu anh Bảy? Anh đang đi kiếm em nè Tuấn. Đây là trợ. Đây là anh trợ lý của phim Chấn Quỷ nha. Đẹp trai dễ thương. Đặc biệt là ngày hôm nay tôi đi quay gặp rất là nhiều người quen. Nhưng lúc nãy tôi có giới thiệu trên cái kênh An Vy Official của bạn An Vy á, là tôi với lại Bảo Trung là vô trường cùng năm, cùng khóa, mà Bảo Trung đóng chấp chánh chấp đẹp, còn tôi đóng tới gia ông nội lần. Tôi rất là buồn. Thì đây cũng là một người vô cùng năm tôi nè. Đó. Cùng năm. Vivian Phương Trâm đó. Vậy mà đóng má chung. Đó, tôi đóng ông nội. Thì Trâm cũng mém mém tương chứ. Đóng tới gia má của ông Trung. Đó, có buồn rầu vậy không? Vậy là Trâm là con của bá Vương đó. Đó, cũng còn trẻ hơn được tôi chút thôi mọi người. Mình lui lại chút. Mọi người xem phim Chấn Quỷ nhớ ủng hộ nha. Nhớ share nha. Tại vì phim đang trên một cái kênh mới của Điền Quân nên cũng cái lượng tương tác nó cũng không tốt như các phim đăng trên Điền Quân Phim. Mong mọi người share nhiệt tình. Mình cũng có share trên YouTube nữa. Những thứ đó không? Bữa nay ngày quay cuối cùng rồi, buồn quá. Không được ăn cơm đoàn nữa, bây giờ mình ủa ăn xong rồi hả? Ngày quay cuối cùng của mình, nhưng mà ngày quay đầu tiên của mình. Thì đó. Mình muốn thắc mắc một điều là ngày quay nhưng mà sáng giờ lên chưa quay gì đúng không? Đúng rồi. Các bạn thấy không? Sáng giờ lên rồi cái ngủ xong rồi dậy rồi ăn, chưa làm gì hết trơn á. Tôi nói cho các bạn biết một điều là sáng giờ tôi quay là một chục phân đoạn mà tôi chưa được ăn. Ở đây lên chưa quay miếng nào hết mà ăn là có thể chịu nổi. Thì nó có thật mới giật được đạo, tại vì sáng giờ giật đạo quá rồi, giờ thật sao đi. Về giật thật sao đi. Rồi. Rồi. Cảm ơn. Bây giờ like, share and subscribe nha. Bây giờ tôi đi ăn cơm. Rồi cảm ơn. Đây là cùng mà vô cùng năm luôn đó. Đây đóng vai mẹ, tôi đóng vai ông nội. Mà bạn bà Bảo Trung đóng vai gì quên mẹ rồi. Khải Minh hả? Khải Minh đóng vai kép đẹp và chịu nổi. Đó. Tôi là bị ép quá chứ tôi là phải đi đóng trẻ đẹp mới được chứ. Bữa nay Bảo Trung có xuất hiện không? Không biết nữa. Đó. Có chút qua bên kia nó xuất hiện. Cùng lớp nhau mà người đóng má, người đóng ông nội. Còn đây là người nhỏ nhắn dễ thương nhất của đoàn phim. Năm ấy chúng ta 18 rồi qua tới đây luôn là qua tới Chấn Quỷ luôn là chai mặt quá rồi, quá chai mặt rồi. Có được một cái mặt nó trẻ trung, nó trẻ trung như thế này. Đó, nó là bạn Ngo. Hello mọi người. Ai nhớ coi Chấn Quỷ nha mọi người. Ai có cần làm tóc làm ơn, nhắn làm mi làm nheo, make up rồi liên hệ Bo nha, số điện thoại làm già làm trẻ luôn. Dạ. Số điện thoại có thể inbox riêng nha, mình sẽ trả lời, mình sẽ xin nhắn về xin số điện thoại riêng gửi cho các bạn. Ai muốn hẹn hò tối đâu trả lộ đi chơi đâu. Thì có thể gặp Bi đâu ai? Bi giờ Bi tới ăn cơm rồi. Bi đứng kìa, nghe nói tới. Ừ. Đi đưa qua luôn đi ha. Sao anh ông bảy? Ừ. Quay từ dưới lên vậy mập lắm anh. Quay từ trên xuống đi ngẩn. Đem chị có quay nè đó. Trời góc nhà đẹp nè đó. Cũng hết màn hình rồi đâu có còn chỗ nào ở đâu. Nhỏ. Cũng đầy màn hình rồi. Em nhỏ xíu mà, anh nói gì kỳ. Mặt em nhỏ gọn lắm nha mọi người. Ừ, nhỏ gọn lắm. Vì sao mặt nhỏ gọn lắm? Hết màn hình thôi chứ nhỏ gì. Bây giờ. Bây giờ mình bắt đầu đi ăn cơm đoàn phim. Rồi, quay phim này như là đang giảm cân hay gì đó, ăn con miếng thịt đó. Sau lưng tôi là một người đẹp gọi là Thanh Thấn Thiện. Và hôm nay là chị ấy sẽ vào phim không biết vai gì. Sáng giờ lên make up là 8 tiếng rồi đó. Đó. Đây nè cơm mà nãy ăn cơm là ngồi ngoài bàn ngoài kia mà giờ mưa gió quá mọi người bây giờ đem cơm về tới đây rồi. Bây giờ mình ăn cơm nha mọi người. Chỗ đâu nữa rồi ra. Chỗ đâu nữa xích ra. Giờ mình đi bới cơm nha. Tình hình là mình đã lấy được cơm rồi, cơm gà. Bây giờ mới đi hỏi lại thì sáng giờ quay là dai hết luôn rồi, không còn nữa. Nên bây giờ mình sẽ lột rau đi ăn cơm. Rồi, mong các bạn theo dõi phim Chấn Quỷ ủng hộ cho tất cả mọi người nha. Đây có bà chó đâu rồi?
Bà đứng đứng đây mất tiêu rồi. Kìa mắm An Vi đang leo rào làm gì kìa. Đấy, mọi người cơm đoàn nè. Quay sáng cho cả chục cái. Nói gì, nói gì, nói gì? Cái gì, nói xấu gì tôi đó? Cái đẹp quay sáng cho cả chục cái. Mà trong khi người ta quay mới có 3, 4 phân đoạn, 5 phân đoạn gì mà. Đó, mà tôi nói quay qua tới bạn Tân rồi. Nhưng mà tôi chưa được ăn cơm nữa. Còn VV Anh Phương Trâm tới chưa quay gì hết mà ăn cơm rồi, các bạn thấy không? Thấy quá đáng không? Tôi mới báo là ông ăn 2-3 phần nữa. Đó, tôi đề nghị tới giờ ăn là phải ăn đi chứ không một lát nữa đâu có ăn được. Tôi đề nghị là mọi người trên 50.000 người đang subscribe trên kênh tôi nhớ cái mặt của cô gái này trong phim Chấn Quỷ, nhớ ủng hộ cho cổ nha. Rồi ai rảnh nữa tối gì đi coi gì ngày xưa hả? Rồi hết rồi, rồi xong luôn rồi, không còn gì quảng cáo nữa rồi. Cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người, hết cái quảng cáo rồi, bye bye.